trong video bài học này cô sẽ hướng dẫn các em phân tích 14 câu thơ giữa trong đoạn trích trao duyên trích truyện kiều của nguyễn du à, đề bài như sau cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau từ đó nhận xét ngắn gọn về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của nguyễn du chiếc vành với bức tờ mây duyên này thì giữ vật này của chung dù em nên vợ nên chồng xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên mất người còn chút của tin phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa mai sau dù có bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này trông ra ngọn cỏ lá cây thấy hưu hưu gió thì hay chị về hồn còn mang nặng lời thề nát thân bổ liễu đền nghì Chúc mai dạ đài cách mặt khuất lời dưới xin giọt nước cho người thác oan Trao Duyên, Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Sách Ngữ Văn lớp 10, tập 2. trước hết là phần mở bài thì cũng giống như là đề bài trước, các em hãy giới thiệu về tác giả, tác phẩm và sau đó là chúng ta giới thiệu nội dung nghị luận. Chỉ khác ở đây là nếu như ở 12 câu đầu thì các em giới thiệu 12 câu Thế còn trong đoạn này thì chúng ta giới thiệu 14 câu Trong đó 14 câu thơ cái phần kết thúc cuối cùng đấy, nội dung nghị luận đấy thì 14 câu thơ giữa là tâm trạng của Thúy Kiều khi trao kỷ vật và dặn dò em và các em trích dẫn đoạn thơ ra, chiếc vành với bức tờ mây ba chấm dưới xin giọt nước cho người thác oan. Bạn nào không biết cách viết thì các em có thể quay lại xem video số 1 về 12 câu đầu của cô. Thế còn bạn nào mà viết tốt ấy thì các em chỉ nên dựa vào cái hướng dẫn của cô và sau đó viết cái mở bài của riêng mình như vậy thì sẽ hiệu quả hơn học tập sẽ tốt hơn thân bài thì cũng giống như là đề số 1 của đoạn trích trao duyên 12 câu đầu các em giới thiệu về chuyện Kiều giới thiệu về hoàn cảnh trao duyên về vị trí đoạn trích ở đây cô chỉ nhấn mạnh cho các em về vị trí đoạn trích thôi. À, những câu thơ trên thuộc đoạn đầu phần 2 của truyện Kiều, là lời Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân à, sau khi dùng mọi lý lẽ để thuyết phục em, thậm chí dùng đến cả cái chết để mong em nhận lời. Và khi Vân đã ở vào tình thế không thể chối từ thì Kiều bắt đầu trao kỷ vật và dặn dò em. À chúng ta đi vào phân tích cụ thể đoạn thơ này à, đầu tiên luận điểm 1 là kiều trao kỷ vật cho em chúng ta thấy rằng là trao duyên thì không chỉ là trao bằng lời nói mà trao cả kỷ vật tình yêu chiếc vành với bức tờ mây duyên này thì giữ vật này của chung à, kỷ vật tình yêu ở đây là chiếc vành và bức tờ mây à, khi yêu thì đôi lứa hay trao cho nhau những kỷ vật vừa để kỷ niệm, vừa để làm vật chứng cho tình yêu, nhắc nhở mỗi người hãy nhớ đến người kia. Ví dụ như trao cái khăn, thì thi thoảng mang cái khăn ra thì là nhớ đến người kia. Thì đấy chính là cái cách khi của người xưa khi mà yêu nhau thì trao cho nhau những cái kỷ vật. Chính vì vậy trong ca dao chúng ta từng bắt gặp à, bao chàng trai cô gái cởi áo trao nhau để sưởi ấm người yêu mỗi khi gió tây lạnh lùng thúy kiều kim trọng cũng không ngoại lệ trong đêm thề nguyền hai người đã ghi lời thề của mình lên một tờ giấy có trang trí in hình mây và chàng kim còn trao tặng cho thúy kiều một chiếc vòng làm của tin nữa và khi quyết định nhờ thúy vân trả nghĩa cho người yêu thì thúy kiều buộc lòng phải trao cho em những kỷ vật thiêng liêng ấy à, từ ngữ thì các em thấy rằng à, duyên này thì giữ, nghĩa là mối duyên này trao cho em giữ Nhưng vật này của chung à, nghĩa là cái kỷ vật thì coi như là của Trung à, Còn một phần của chị, hai chữ của chung à, đã diễn tả sâu đậm, nỗi xót xa, đau đớn và cả sự níu kéo Vẫn muốn giữ lại một chút cho mình của Thúy Kiều đoạn thơ thể hiện sự mâu thuẫn sâu sắc giữa lý trí và tình cảm hành động và lời nói trong lòng thúy kiều duyên đã trao nhưng tình không thể dứt lý trí tình cảm thì trao nhưng con tim lại cứ muốn giữ sự mâu thuẫn ấy cho thấy tình cảm sâu nặng mà thúy kiều dành cho kim trọng mặc dù vậy chúng ta vẫn thấy được sự dứt khoát trong tình yêu của Thúy Kiều, à, Kiều trao duyên cho em, trao cả những kỷ vật tình yêu, nàng thật là chu đáo và luôn hiểu cho người khác trước khi nghĩ đến mình. À, Thúy Vân khi có những kỷ vật ấy chắc chắn sẽ không khó xử khi gặp chàng Kim. Đấy chính là cái vẻ đẹp, nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều. À, sau đó thì chúng ta đi sang luận điểm số 2 và sau khi trao kỷ vật thì Kiều nghĩ đến tương lai và nhớ lại kỷ niệm tình yêu trong đêm thề nguyền dù em nên vợ nên chồng xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên mất người còn chút của tin phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa à, thứ nhất là Kiều nghĩ đến tương lai nên vợ nên chồng nghĩa là Kiều tưởng tượng đến tương lai đầm ấm hạnh phúc của Vân khi Vân và kiêm trọng đã nên vợ nên chồng thì Kiều tự coi mình là người mệnh bạc, tự coi mình là người bất hạnh, không may mắn và mất người, đây là mất đi người mình yêu thương, còn của tin là những vật mà Kim Kiều từng có chung kỷ niệm. Của tin không chỉ có giá trị về vật chất mà nó còn giàu giá trị về tinh thần chúng tượng trưng cho sự thủy cho niềm tin tưởng tuyệt đối mà hai người trao gửi cho đối phương và tình yêu tan vỡ kỷ vật đã trao giờ đây chỉ còn chút kỷ niệm với những vật chứng với những vật chứng kiến tình yêu của kim kiều đó chính là quá khứ kiều nhớ lại quá khứ các em lưu ý là một số tài liệu tham khảo đấy thì có khẳng định phím đàn và mảnh hư nguyền chính là kỷ vật tình yêu tuy nhiên thì các em có thể xem trong cái phần chú thích của sách giáo khoa thì đây chỉ là những vật chứng minh tình yêu của kim và kiều thôi chứ nó không phải là kỷ vật tình yêu nhé kiều nghĩ về quá khứ đó chính là phím đàn phím đàn với mảnh hương huyền ấy thì phím đàn mảnh hương huyền ở đây là những vật gợi nhớ cảnh trong đêm thề nguyền thúy kiều sang nhà kim trọng kim trọng đã thêm hương vào lò hương và sau đó kiều đàn cho kim trọng nghe và hai chữ ngày xưa chúng ta có cảm giác như là nghẹn đắng trong họng à, từ xưa bằng âm bằng gợi cái sự luyến tiếc kéo kiều trôi tuột vào quá khứ đêm thề nguyền thiêng liêng trang trọng và hạnh phúc là vậy mà nay lại gợi nỗi đau xé lòng những tưởng rằng trao duyên xong trao kỷ vật xong là lòng sẽ nhẹ bẫng không còn vướng bận à, con đường phía trước sẽ không còn gì níu kéo nhưng ai ngờ trong tâm hồn kiều lại chứa đựng bao nhiêu sự rằng xé cố níu kéo đau đớn rõ ràng lý trí bắt buộc Kiều về dứt tình với chàng Kim, nhưng tình cảm của nàng lại không thể tuân theo một cách dễ dàng. Và các từ ngữ, hình ảnh à, trong đoạn thơ cho thấy tâm hồn Kiều, à, những kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu trong tâm hồn Kiều đấy, những kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu có sức sống mãnh liệt. Kiều càng hồi tưởng lại càng yêu, những nhưng càng yêu lại càng cảm thấy cuộc đời trống trải. Vô nghĩa khi tình yêu vụt mất Và khi cuộc đời trở nên Vô nghĩa Kiều chỉ nghĩ đến Cái chết Kiều dặn vân mai sau Dù có bao giờ đốt lò Hương ấy so tơ phím này Trông ra ngọn cỏ lá cây Thấy hưu hưu gió Thì hay chị về Hồn còn mang nặng lời thề Nát thân bổ liễu đền nghì Chúc mai dạ đài cách mặt Khuất lời dưới xiên giọt nước Cho người thác oan sau này uh, Kim Trọng và Thúy Vân Mỗi khi đốt lò hương Và so tơ phím này Giống như trước đây Trong đêm thề nguyền của nàng với chàng Kim Thì linh hồn của Kiều Sẽ trở về Những từ ngữ Ngọn cỏ, lá cây, hưu hưu gió Chị về, hồn, dạ đài Thác oan, gợi ra cái chết uh, Cõi âm Không khí ô buồn, bi thương tang tóc Kiều dự cảm về cái chết đầy oan khuất và linh hồn không thể siêu thoát Bởi hồn còn mang nặng lời thề Lời thề là lời hẹn ước Dù đã được trao cho em thay mình trả nghĩa Nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn chút bỏ, lãng quên Thậm chí ngay cả khi chết vẫn còn mang nặng Câu thơ khiến cho người đọc liên tưởng đến bao câu chuyện tình lãng mạn, bi thương, trong các tích cổ, đó là chuyện Trương Chi, chàng trai có giọng hát mê say nhưng hình thức xấu xí không đến được với mỹ nương, chết đi trái tim hóa ngọc, bởi vì nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống Tuyền Đài chưa tan. Ở đây, Kiều cũng cảm nhận, dù mình có bị vùi dập ra sao, dù thịt nát xương mòn Nát thân bổ liễu, nhưng linh hồn Thúy Kiều vẫn mang nặng lời thề, vì vậy ở nơi âm phủ tăm tối, dạ đài, trong cảnh ngộ cách mặt khuất lời, linh hồn Thúy Kiều vẫn khao khát nhận được sự cảm thông, tưởng nhớ của những người yêu thương để chỉ xin người còn sống một chén nước để làm phép tẩy oan, để linh hồn nàng được siêu thoát mọi cung bậc cảm xúc diễn ra trong kiều được Nguyễn Du tái hiện hết sức chân thực, logic, từng từ ngữ, hình ảnh đã được nhà thơ lựa chọn kỹ lưỡng để lột tả một cách chính xác, sinh động tâm trạng nhân vật, kiều ứng xử như văn hóa của thời trung đại đòi hỏi xong lại không thôi nghĩ về thân phận tình yêu dương tư, do đó nàng gần với con người thực con người tự nhiên chứ không phải một tấm gương đạo lý đơn giản nhân vật thúy kiều của nguyễn du vì thế mà sống động chân thực hơn nhân vật thúy kiều trong kim vân kiều truyện của thanh tâm tài nhân vốn thiên về biểu trưng cho đạo đức gorky khi đọc các tác phẩm văn chương của các nhà văn lớn đã có lúc ông nhận xét tôi có cảm giác như nhân vật có thật bằng xương, bằng thịt. Tôi tưởng tượng dường như họ đang hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi có thể lấy tay sờ họ được. Khoảnh khắc này, khi chứng kiến cảnh Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân, người đọc như tận thấu nỗi đau của Kiều. Nỗi đau ấy như đang vò xé, cắt cứa trái tim Kiều. Sau khi phân tích xong, thì các em cũng có một cái đoạn văn nhận xét đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật. Cái đoạn văn này thì các em có thể tham khảo đề số 1 chính là 12 câu đầu trong cái video trước cô đã hướng dẫn rồi, các em xem lại video trước. Và sau khi mà viết một cái đoạn văn nhận xét đánh giá chung về nghệ thuật và nội dung thì các em lại viết một cái đoạn văn để nhận xét ngắn gọn cái ý nâng cao đấy về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của nguyễn du thì trước hết là chúng ta phải nói về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đã một trong những phương diện thể hiện tài năng của một người nghệ sĩ ngôn từ là am hiểu và miêu tả thế giới nội tâm nhân vật trong tác phẩm văn học quả đúng như vậy để làm nên thành công cho tác giả sức sống vĩnh cửu của tác phẩm thì đòi hỏi người sáng tác phải có sự am hiểu sâu sắc về tâm lý nhân vật và miêu tả tâm lý nhân vật là sự tái hiện những ý nghĩ, cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật Đoạn trích trao duyên, nghệ thuật, miêu tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Du Đã đạt đến trình độ bậc thầy Và mọi cung bậc cảm xúc diễn ra trong Thúy Kiều Được Nguyễn Du tái hiện hết sức chân thực và logic Kiều ứng xử như văn hóa của thời trung đại Đòi hỏi, xong lại không thôi nghĩ về thân phận tình yêu riêng tư, do đó nàng gần như uh, gần với con người thực, con người tự nhiên chứ không phải là một tấm gương đạo lý đơn giản. Nhân vật Thúy Kiều của Nguyễn Du vì thế mà sống động và chân thực hơn nhân vật Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Vốn Thiên về biểu trưng cho đạo đức, nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật, nhất là nghệ thuật miêu tả tâm lý trong trao duyên uh, trong Truyện Kiều đã tạo nên cho tác phẩm giá trị muôn đời và cô lưu ý là cái phần nội tâm phân tích uh, miêu tả tâm lý nhân vật đấy thì các em có thể xem ở cái phần thân bài thực ra cô đã nói rồi và nếu như phần nếu như đề mà yêu cầu cái ý nâng cao này thì các em hãy cắt ở cái phần thân bài uh, xuống cái ý chỗ này các em có thấy là cô nói lại cái phần thân bài không trong cái phần thân bài ở phần trước cô đã nói rồi cái chỗ này ấy thế và cái phần này nếu như mà đề yêu cầu miêu tả tâm lý nhân vật thì chúng ta cắt ở cái phần thân bài xuống bên dưới này còn nếu không đề không yêu cầu thì chúng ta um, không nói đến nữa và cứ nói bình thường giống như là cái phần thân bài ở phần trên thế còn cái phần kết bài thì cũng giống như đề số 1 à, đây cô um, viết lại cái phần đề số 1 để cho các em tham khảo. Còn không thì các em có thể quay lại chúng ta xem trong đề số 1.